khoảng lên quanh 200 triệu đồng, chúng ta sẽ có được một chiếc nhẫn vàng nguyên khối AU750. Phần nửa trên của chiếc nhẫn này được đính full kim cương hột xoàn thiên nhiên, tuyển chọn từng viên một đồng nhất với kích thước độ sạch độ đẹp. Nói chung là những thông số đẹp nhất để cho những viên kim cương này chiếu sáng nhất. Khi mà mình thực hiện đưa vào cái vỏ nhẫn này thì tạo ra sự sang trọng đẳng cấp thượng lưu, bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về trang sức cao cấp. Và tiêu chí của Kỳ Lân là những sự tinh tế, những sự tuyển chọn, những sự tỉ mỉ, những sự hoàn hảo nhất để tạo ra sản phẩm cao cấp luxury Kỳ Lân. Và những hãng về thời trang cao cấp trên thế giới cũng chọn những tiêu chí như vậy, chọn từng viên một đồng nhất với nhau về vàng, và kỹ thuật nhận hột, tỷ lệ chiếu hột của máy móc chuyên dụng và kỹ thuật chuyên môn cao của thợ cao cấp nhận từng viên từng hột. Và sau đó kiểm định lại từng viên một, cũng như là viên kim cương chọn chủ đây là 54 mà nứt đi, với những thông số đẹp nhất của những viên kim cương đẹp để tạo ra những giá trị sản phẩm cao cấp luxury. Nếu quý khách thích những mẫu khác thì cũng liên hệ với Kỳ Lân luôn, hoặc nếu mẫu này cũng liên hệ với Kỳ Lân. Quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website Kỳ Lân Luxury để xem những danh mục những sản phẩm mới nhất và luôn được update cập nhật thường xuyên, hoặc kết bạn hoặc là gọi vào hotline cũng như kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả quý khách bất kỳ dòng sản phẩm đẳng cấp, sản phẩm thượng lưu nào mà quý khách yêu cầu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Giờ Kỳ Lân sẽ đeo thử để cho quý khách hình dung. Tùy vào quý khách muốn đeo ngón nào, ngón áp út hay là ngón giữa, bất kỳ ngón nào, quý khách chỉ việc đưa số ni tay, hoặc là Kỳ Lân sẽ gửi bộ ni tay đến, hoặc là đến showroom của Kỳ Lân, hoặc là Kỳ Lân sẽ cử kỹ thuật đến tận nơi của quý khách để đo ni tay và xoay tay. Nếu như quý khách ở xa thì Kỳ Lân sẽ gửi video hướng dẫn cách đo ni tay, lấy sai ni tay, hoặc là Kỳ Lân sẽ gửi bộ đo ni tay đến tận nơi để quý khách đo và gửi cái số đo ni tay cho Kỳ Lân thực hiện. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.